Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu với các bạn một con xe khá là độc lạ. Các bạn đã từng thấy xe 3 số sườn nữ rất nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe sườn nam đùm 3 số. Con này thì cực hiếm luôn. Thông thường thì các bạn đã nhìn thấy đùm sườn ngang, đùm 5 số này, 7 số này, 8 số, thậm chí là 9 số là đều đã có. Ở kênh của mình đều đã bán. Nhưng mà cái con 3 số này thì cực hiếm luôn. Hôm nay giới thiệu với các bạn là con xe Panasonic chạy đùm 3 số test ram. 3 số của Mỹ mới sợ. Đó, con xe này sườn nhôm. Là size 46, bánh 700C. Đó, đùm trước thì đùm nhôm cốt bẻ bình thường, giống như xe thể thao thôi. Đùm sau là đùm 3 số S-RAM. Bây giờ mình quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây, bộ đầu của nó đây. Đấy. Rất ấn tượng, cái bộ đầu rất ấn tượng với cái tay đè. Đấy, 3 số to vật vã nhé. Đấy. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem. Bây giờ nó đã đang ở số 1 nhé. Các bạn sẽ nhìn nếu mà vào số nào thì số nó sẽ đỏ này. Số 2 tới số 2 đây này. Số 3 đỏ này, đấy, trả thì ở đây, trả đây, nè. Số 2 này, đó, về 1 đấy. Bấm xả nhé. Đây. Panasonic, con xe này là nguyên cặp vỏ zin nhé. Đây này, vỏ made in Japan luôn, Panasonic. Đây, các bạn nhìn cái vỏ Nhật nó như thế này. À, xem ở bên này nó có cái... ở phía bên này này, nó ngược sáng ở phía bên này là có dòng chữ là Made in Japan. Còn ở bên này thì chỉ có cái dòng chữ ấy thôi. Ở hông bên này thì chỉ dòng chữ Panasonic. Đây. Vỏ này là vỏ Made in Japan. Vỏ xịn luôn. À, đây này, thông số của nó đây này, 300 700 x 32 nhé. Hông của nó là 32. Vỏ xịn luôn, trước sau đều vậy, đều là cặp vỏ Nhật này. Các bạn nhìn cái gai vỏ Nhật là thấy nó. Rồi, đây, đùm là đùm xe thể thao cốt bẻ nhé. Căm trước sau là không hít nam châm. Đây, mình thử nam châm cho các bạn xem. Cái càng này là càng sắt nhé, sườn nhôm càng thép. Hít này, nam châm không hít. Không hít nam châm nhé. À, căm này là căm trước căm sau là căm inox xịn sò luôn. Căm inox không hít nam châm. Đấy, cái càng thép thì nó hít cái tách cái này này. Rồi. Sườn nhôm là sườn này nhá, từ đây này hắt về sau là nhôm, còn cái càng là thép. Đấy, rõ ràng ra sườn nhôm nó có hai loại, loại này là loại sườn nhôm càng thép. Đây, long lanh luôn, nhìn cái đĩa là các bạn thấy thích rồi. Đấy, đây. Soi gương được luôn. Cực chất. Đó. Đây nó có tem an ninh của nó đây nhá, tem an ninh Nhật đấy nhá. Này, tem này màu trắng này. Đấy. Rồi, cái bộ bộ ấy của nó đây. Bộ đề của nó đây, S-RAM nhé. Đấy. Bộ S-RAM. Con xe này chạy là không phải lo nghĩ gì đến cái vụ mà phải lâu lâu phải tăng xích, giảm xích. Tự động, tăng xích tự động. Đây, này các bạn nhìn này, nó tăng xích nhờ cái này này. Đó, đây này. Đấy, nó cứng lắm nè. Đây, nó xoay cho mình xoay các bạn xem nhé. Này, bạn nén này. Đây. Đấy. Xích lúc nào cũng căng ở mức độ vừa phải này. Lúc nào cũng căng. Chứ nếu mà không có cái tăng xích, không có cái đề tăng xích này là cái xích nó bị trùng. Còn xích này lúc nào cũng căng đét. Căng nhưng không phải căng quá, giống như các bạn dùng tăng đơ các bạn vặn mà nó là ở mức độ vừa phải. Sướng lắm. Đây. Quả đùm S-RAM này. Đấy. À, quả đùm S-RAM này thì ở đây nhé, đây này. Chỗ này nó có chữ S-RAM. Đây chỗ này. Ở đây có chữ S-RAM. Dập chìm luôn. Và cái cơ chế của cái đùm này thì nó độc, nó lạ lắm. Nó không giống như cái đùm 3 số thường. Đây, mình quay đây nhé. Các bạn nhìn cái cơ chế vào số của nó nhé. Này,
đang ở số 1 này, số 2 này. Đây, đây mình trả lại cho nhé nào. Đây, ở số 1 này, số 2 này, số 3 này, trả này, số 3 này, 2 này, 1. Đấy, cái cơ chế kéo của nó là giống như cái đùm 8 số và cái đùm 7 số. Ưu điểm của nó là cái đùm 3 số SRAM này là nó không cần phải chỉnh cò đề. Đấy, cò đề mặc định rồi, đã được chỉnh sẵn bằng cái sợi dây cáp này rồi. Tức là các bạn cứ kéo nhả ốc này ra, các bạn kéo căng cáp, vặn chặt ốc lại là xong, là chuẩn ở số 1. Đấy, mà cực nhạy, con này chạy sướng lắm. Mình chạy thử rồi, gần như là không nghe bất cứ một tiếng động nào khi các bạn chạy. Đấy, đây. Sẵn cái của nó nguyên bộ là cái bộ cái cùi tăng, cùi này gọi là cùi tăng 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 sên nhá, tăng xích ấy. Đấy, đây này, mình test thử cái quay về ngược cho các bạn xem. Rất mượt này. Dê. Cực ngon luôn. Độc lạ nữa, con này cực độc nha. Mình bán xe này biết bao lâu rồi. 4 số, 5 số, 7 số, 8 số để bán hoài, bán hơi bị nhiều. Nhưng mà cái xe sườn nam mà đùm 3 số thì lần đầu tiên. Thực sự luôn, mà đồ SRAM mới giữ. Đấy, cực chất. Đấy. Nó thì vậy thôi, sườn nhôm, càng thép. Vành nhôm, căm inox. Căm inox nhé. Cặp vỏ là cặp vỏ ruột trước sau là đều của Panasonic hết. Đó. Bạn nào mà thích kỹ tính mà thích xem mình chụp, hoặc là các bạn có lên Zalo các bạn xem cái hình mình chụp cái made in Japan của cái vỏ. Đó. Kể cả các bạn có muốn chụp cái chữ của cái SRAM của cái đùm mình cũng chụp cho. Ở đây mình quay thì như vậy. Và bây giờ đây, con xe SRAM này mình sẽ test cái chớn cho các bạn xem. Đây, mình sẽ để số 3 mình test cho các bạn xem. Số nặng test cho người. Đấy, cùi đề sướng lắm. Cùi đề thấy cái cách, con này chạy nó bao mấy các bạn, nếu mà chạy mà cái xe nó phát lên nên kêu là nhiều tiền mình cũng ấy luôn, cũng chi luôn. Im phát à, chạy sướng lắm. Đây. Đấy. Các bạn nghe chớn của nó đây. Chớn dữ dằn lắm. Thiết. Ông nói dốc. Các bạn để ý cái chớn của nó thì biết. Công nhận phải nói là cái đồ của Mỹ xài nó sướng. Con xe này là đùm 3 số. Nhưng mà ưu điểm của nó là các bạn không có lo phải nó bị hay bị rãnh cáp đề mà phải chỉnh giống như cái đùm 3 số thường. Bởi vì cái này nó cơ chế của nó là chỉnh vô số giống như đùm 8 số. Cái thứ hai nó là xích lúc nào cũng bảo đảm ở cái độ căng vừa đủ. Cho nên là nó không bị rũ xích. Các bạn chạy đường dàn xích không nghe tiếng rũ xích luôn. Xích lúc nào nó cũng căng đấy kia làm sao rũ được. Mà đạp thì nhẹ. Đạp cái cảm giác nó ôm xích đạp sướng lắm. Đấy. Con này thì quá độc quá lạ luôn. Đấy, các bạn thấy chớn ok chưa? Chớn đùm 3 số mà. Đấy. Biết mà gãy tách. Mà đây là quay nha, còn đạp thì không có tiếng kêu nhé. Đạp êm rua. Đây, bạn nào mà thích độc lạ, hiếm có khó tìm thì là con này. Đấy. Vỏ nhá, cặp vỏ này yên tâm, bao các bạn về chạy 3 năm không phải nghĩ gọi, từ 3 năm trở lên. Bởi vì nó còn mới lắm. Cặp vỏ Nhật made in Japan nó còn mới trên 90% ấy. Cặp vỏ kinh khủng luôn. Đấy, như vừa rồi các bạn đã xem cái chớn của cái đùm 3 số SRAM này rồi ha. Đấy. Đồ thì rất đẹp. Các bạn mà thích con xe này gọi ngay 0939
086797, số điện thoại mình để ở góc trái màn hình. Khi các bạn nhìn thấy video là cái số điện thoại nó ở góc trái bên dưới màn hình, và mình để ở phần tiêu đề. Cái tiêu đề nó nằm ở dưới mỗi cái video. Khi các bạn nhìn thấy rồi là các bạn sẽ nhìn thấy số điện thoại, và ở phần mô tả nữa. Đấy, điện thoại mình để cẩn thận, mình để ở ba nơi. Rồi, các bạn sau khi xem con xe này thì thích thì gọi ngay cho mình, hoặc có thể là chụp màn hình chat qua Zalo. Các bạn cứ nói là con đùm 3 số SRAM là mình biết, là biết là con này. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Bạn nào mới lướt YouTube tình cờ thấy cái kênh này, nếu thấy thích, hoặc là bản thân bạn cùng bạn bè, gia đình cũng như người thân có nhu cầu tìm kiếm một con xe đạp Nhật bãi chất lượng tốt, giá cả hợp lý, thì vui lòng đăng ký kênh, sau đó nhấn chuông để theo dõi các video mới nhất. Còn bây giờ mình xin dừng video ở đây.